Ngày 17 tháng 6 tại thành phố Vinh, Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An tổ chức hội nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm và buổi chia sẻ về những giải pháp đầu tư tài chính ưu việt trong tương lai cho khách hàng. Hội nghị đã thu hút hàng trăm lượt khách đến tham gia. Khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm lần này là gia đình ông Trịnh Xuân Long ở xóm 14 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Ông Long đã tham gia một gói bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam là An Phúc Trọn Đời Nâng Cao lựa chọn 1. Đóng phí 4 triệu đồng một năm cho con trai Trịnh Xuân Tài và người thụ hưởng chính là con trai của anh Tài, bé Trịnh Xuân Lộc. Hiện anh Tài bị tử vong do tai nạn. Chi nhánh bảo hiểm AIA Nghi Lộc và gia đình khách hàng đã phối hợp hoàn tất thủ tục và triển khai chi trả quyền lợi theo đúng pháp luật. Theo đó, gia đình khách hàng đã được nhận chi trả số tiền trên 365 triệu đồng, bao gồm quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm chính, tử vong do tai nạn, quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ sung, hoàn trả phí bảo hiểm đã nộp của các sản phẩm bổ sung sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Tôi là bồ đề của tỉnh Xuân Tài. Cách đây 2012 thì tỉnh Xuân Tài đã có mua hai cái bảo hiểm nhân thọ của AIA. Nay cũng may để cháu bị tai nạn rủi ro đã được công ty bảo hiểm AIA chi trả bồi thường lại cho cháu với số tiền là 355 triệu. Với số tiền trên thì cũng đáp ứng được sự mất mát thiệt thòi của cháu Tài, nhưng mà đã giúp cho gia đình chúng tôi có cơ hội để nuôi các cháu là ăn học và trưởng thành. Để giúp khách hàng có cơ hội được hiểu và an tâm khi lựa chọn sản phẩm, Văn phòng Tổng đại lý AIA tại Nghệ An đã có bài chia sẻ về giải pháp bảo vệ tài chính ưu việt bằng gói An Phúc Trọn Đời Ưu Việt. Khi khách hàng đến với công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam thì khách hàng sẽ được lựa chọn các cái gói sản phẩm khác nhau. Thì hiện tại công ty AIA Việt Nam đang có một cái gói sản phẩm được có tên được gọi là An Phúc Trọn Đời Ưu Việt. Khi khách hàng tham gia sẽ có hai cái giá trị khác nhau, đó là giá trị tích lũy và giá trị bảo vệ. Mục đích tham gia của mình đó là bảo vệ trong cuộc sống khi có những cái biến cố xảy ra, biến cố rủi ro trong cuộc sống xảy ra. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tiết kiệm một cái khoản tiền để sau này an hưởng tuổi già hoặc cho con cái ăn học. Trong quá trình khách hàng tham gia ở cái dòng sản phẩm này, không may sau 90 ngày hoặc 120 ngày, không may khách hàng ốm đau, rủi ro do bệnh hiểm nghèo, thì khách hàng sẽ được công ty hỗ trợ cái khoản tiền để chạy chữa bệnh tật. Ngoài ra, khách hàng mà trong quá trình điều trị cần có thêm để tiền để điều trị nếu khách hàng bị ung thư á, thì khách hàng vẫn có quyền tạm ứng 25% từ mệnh giá chính của hợp đồng bảo hiểm để tiếp tục có tiền và chạy chữa bệnh tật. Tiếp theo nữa là đối với cái dòng sản phẩm này, trong quá trình khách hàng tham gia, không may khách hàng mất sức lao động từ 81% trở lên thì khách hàng được bảo vệ mệnh giá chính của hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra, đó là các cái quyền lợi ốm đau, nằm viện hoặc là tai nạn. Hội thảo lần này cũng là lần đầu tiên Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An triển khai bố trí đội ngũ cán bộ, thành lập tổ tư vấn miễn phí cho khách hàng. Với sự phát triển dựa trên nền tảng vững chắc, đội ngũ cấp quản lý, tổng đại lý được đào tạo bài bản, có tinh thần trách nhiệm cao. Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An hiện được đánh giá đạt mức thu phí cao nhất và liên tục phá vỡ các kỷ lục do mình lập nên.